bộ môn bát tự hay là tử vi, họ có chọn ra những ngày đó. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng sao, tỷ lệ có chọn ngày tốt anh mấy đi, họ vẫn ly dị, họ vẫn chia tay nhau. Nếu mà sự tôn trọng không còn nữa thì tình cảm sẽ break, sẽ tan vỡ. Cái thời điểm đó là tốt đẹp, chỉ thời điểm đó thôi, còn những thời điểm khác về sau là mỗi người phải tự trách nhiệm cho bản thân của mình. Cho nên còn trong trường hợp mà nếu chúng ta mà không biết nỗ lực, ai cũng dựa vào cái bản ngã của chính mình và tạo ra một cái sự là ai cũng phải theo mình chứ còn mình chẳng theo ai, thì cái chỗ này cuộc đời nó sẽ trở nên gối rắm nhiều hơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Sư Phụ Đến Rồi. Và thưa quý vị, từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt và dẫn đến những cái tranh cãi lớn hơn, sau đó là dẫn đến cái sự đổ vỡ. Và có rất là nhiều những cái lý do cho thấy cái sự đổ vỡ trong hôn nhân. Và một trong những cái lý do đó là được xem là coi ngày lành tháng tốt không đúng. Và liệu rằng đây có phải là thực sự như vậy hay là có rất là nhiều những cái khía cạnh khác mà chúng ta cần phải xem xét. Thì để hiểu rõ hơn thì mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ chuyên gia phong thủy Nguyễn Hữu Hồng Kỳ. Xin chào thầy Hồng Kỳ ạ. Xin chào em, xin chào khán giả xem chương trình ngày hôm nay. Quay lại câu hỏi thì cái ngày tốt xấu để giận vợ gãi chồng thì có tốt hay không, là có ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân hay không? Nhưng thật ra gần như là toàn bộ dân Việt Nam, bất kể tôn giáo nào, thì thường thường coi cái ngày đó có nên lấy nhau hay không. Thì nếu như mà đi tìm một thông số thì 100 ông thầy nói khác nhau 100 ông thầy. Có người thì lên Google search ngày đó cưới có hợp không? Có người thì mua cuốn sách chọn ngày tốt xấu, họ vô họ cha, họ coi tuổi con cái họ, bởi vì họ tin ở bản thân họ. Có người thì dở cái lịch vạn niên đó, coi phải ngày cát tường không? Rồi có người thì đi hỏi ông thầy nào đó, họ coi là sư phụ. Nhưng mà nếu chúng ta tổng hợp các thông tin đó, hình như nó khác nhau. Dạ, vậy thì khi mà mình đi xem ngày cưới á thầy, thì mình sẽ có những cái cách nào mà xác định nó là cái ngày tốt để mà phân biệt với những cái ngày còn lại không? Thường thường nó có, ví dụ chẳng hạn, ngày đó không phải là ngày tam sát đối bản thân, tam sát tháng, tam sát năm, không phải là ngày thập ác đại bại, mà ngày đó là hỷ thần, hay là ngày đó là ngày nguyệt đức. Ngày đó không phải là ngày trừ, ví dụ trong kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thu khai bế thì không thể là ngày trừ, không thể ngày nào là ngày mãn là thêm vô, có nghĩa là cưới thêm người nữa hay sao, ví dụ không được. Ví dụ ngày định là suốt đời bên nhau, ngày bình là cưới nhau bình an. Rồi những cái ngày tích cực dựa trên 5 tháng ngày giờ của người vợ và dựa trên 5 tháng ngày giờ của người chồng, nó tạo nên những hỷ thần. Hỷ thần là sao, hỗ trợ, nó tạo nên dụng thần là năng lượng người của cả hai hòa hợp với nhau, có nghĩa là hòa hợp giữa thân tâm và ý. Thì đầu tiên là khởi đầu tốt đẹp, vạn sự thông. Dạ, với lại trong cái vấn đề mà kết hôn rồi đám cưới á, và ông bà của người Việt chúng ta á, thì từ ngày xưa đến nay thì trong cưới sinh thì rất là chỉnh chu trong từng khâu, cũng như là có rất là nhiều những cái luật tục. Và ở cái xã hội ngày nay á, thì hiện đại mà coi như là mọi người cũng suy nghĩ có phần thông thoáng, cởi mở hơn, cho nên là nghĩ rằng là những cái khâu nào lược được á, thì lược để cho nó đỡ phức tạp. Thì đây có phải là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự sức mẻ ở trong cái cuộc sống vợ chồng hôn nhân không ạ? Thầy có thể chia sẻ cái góc nhìn của thầy về cái việc này không ạ? Thật ra thì mỗi vùng miền lại có phong tục tập quán cưới sinh khác nhau, miền Bắc khác, miền Trung khác, miền Nam khác. Thì khi chúng ta lược bỏ đó, chúng ta quên đi là cội nguồn. Cái văn hóa, cái cội nguồn là cái giữ được nền tảng trong gia đình. Ví dụ chẳng hạn như là lên đèn. Nhiều cặp thôi cưới nhau rất là nhanh luôn, quên luôn cái việc lên đèn. Lên đèn là gì? Là hai vợ chồng hướng về tổ tiên, là giống như báo cáo là kỳ này tụi con là lấy nhau. Đó là có nghĩa là chúng ta biết cội nguồn của chúng ta. Để chi? Thực ra cái này nó remind mình, nó nhắc nhở mình. Tụi bay mà đứng trước ông bà tổ tiên là báo cáo là cưới nhau rồi, mà không cưới nhau, mà lại gây nhau, đúng không? Rồi ví dụ chẳng hạn người Công giáo thì họ có là một cái là cái tổ chức cưới làm lễ nhà thờ, có nghĩa là thề trước Chúa là phải yêu thương nhau suốt đời. Bây giờ đôi khi là hả, người ta bỏ luôn, có nghĩa là không cần làm trong nhà thờ luôn, ví dụ vậy.
Thì cái việc này là sao? À, cái đó có Thiên Chúa chứng giám cũng sợ đúng không? Cứ sợ rồi mình chia tay. Sự gì Thiên Chúa đã sắp đặt thì loài người không được phân chia, mà các bạn tự chia tay, các bạn tự cắt đi là các bạn có tội. Ví dụ là chúng ta cố gắng à, giữ. Rồi ví dụ nữa, à, chúng ta sẽ thấy rằng tổ chức đám cưới trong nhà chùa, trong chùa đó cũng bắt đầu có cái chuyện đó. À, thì có sự chứng giám của ông bà tổ tiên, chứng giám của tôn giáo thì chúng ta sợ, chúng ta ráng giữ. À, ráng giữ, nhưng bây giờ thường thường cắt lược bỏ bớt, gọi là sống vội, là sống vội. Như vậy thì thầy có thể chia sẻ rõ hơn về cái việc mà có ý kiến á, là cho rằng là lỡ cưới nhau vào cái ngày không lành tháng không tốt luôn thì sẽ dẫn đến cái việc mà tan vỡ, đổ vỡ trong hôn nhân. Khi mà vũ trụ vận hành này thì có những ngày tích cực và những ngày tiêu cực. Ví dụ như là sao, nó có kiến trừ ví dụ vân vân, ví dụ là chấp phá nguy thành thu khai bế, thì ví dụ như là chúng ta chọn những ngày nào, ngày định đi, hai vợ chồng là trong bộ môn chọn ngày tốt xấu này, nó là định giữ chặt tình duyên với nhau, hoặc là những ngày đó không có năng lượng tiêu cực đối với người nam hoặc năng lượng tiêu cực đối với người nữ dựa trên năm tháng ngày giờ của họ, thì bộ môn bát tự hay là tử vi họ có chọn ra những ngày đó. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng sao, tỷ lệ có chọn ngày tốt anh mấy đi, họ vẫn ly dị, họ vẫn chia tay nhau. Bởi vì sao? À, chọn ngày tốt xấu thì nó tượng trưng cho thiên mệnh, mà thiên mệnh chỉ chiếm 33,3% thôi. Rồi địa mệnh là khu vực, là nơi ở, là bạn bè, là đồng nghiệp, nó tác động tới mình chiếm 33,3%. Rồi nhân mệnh chính là con người. Tình yêu chúng ta còn đủ không? Chúng ta yêu nhau không? Hay chúng ta có phải là đối xử nhau như tân không? À, luôn luôn là mới mẻ, luôn luôn giữ cái nhiệt huyết, cái tình yêu đó dành cho nhau hay không? À, chiếm 33,3%. Thì cái điều đó nó tác động tới bạn, nó tác động tới chồng của bạn. Bình thường thì anh ta có thể yêu bạn hàng ngày, bởi vì khi mà mới yêu nhau mà, thì cái lửa nó lên. Mà hỏa chính là tình yêu, luôn luôn cháy bỏng. Nhưng mà sau khi yêu nhau rồi á, con ông đã tỏ đường đi lối về. Đôi khi rằng chúng ta những cái việc đó chúng ta nói cải lương quá, sến quá, nhưng thật ra những cái sến đó nó giữ tình yêu của bạn, nó giữ ngọn lửa đam mê của bạn, nó giữ trái tim của bạn vẫn còn nóng bỏng dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất. Nhưng mà chúng ta thường ngày chúng ta quên điều đó, chúng ta không làm mới bản thân, chúng ta quên được rằng cái người ở chung chúng ta cũng cần một tình cảm. Anh ta về mệt quá, mà nó giờ mấy giờ về rồi, bây giờ mình chưa về nữa anh, ví dụ vậy. Ngày xưa không nói vậy, sao giờ anh chưa về, bây giờ quen quá rồi. Chúng ta nói những lời nặng nề với nhau, mà khi những lời đó nó chất dần, một ngày nào đó anh ấy trả lời bạn, bạn cảm thấy bị xúc phạm và argue sinh ra. Đó chính là nhân mệnh, đó chính là con người. Nên do đó là sao, mặc dù chúng ta có coi chọn ngày tốt xấu, nhưng chúng ta cũng phải là sao, biết làm mới bản thân, biết yêu thương bản thân mình và những người xung quanh, và chúng ta cố gắng lên, cùng nhau bước qua. Bởi vì chu kỳ của con người nó giống như chuỗi sinh học, có những lúc tình cảm chúng ta lên tới đỉnh rồi chúng ta sẽ đi xuống dày dày từ từ, thì làm sao chúng ta điều chỉnh cho đi lên lại, cho nó ngang bằng, để chi chúng ta vẫn còn giữ được ngọn lửa lòng của nhau. Trước đây nó vẫn giữ, cố gắng là người phụ nữ chịu đựng để giữ cái tình cảm đó. Một câu nhịn, chín câu lành. Và câu nói chàng ơi cho thiếp theo cùng, thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng. Người phụ nữ đứng phía sau thôi, không đứng phía trước nữa. Nhưng trong thời đại ngày nay nó khác, họ bước ra, họ mở cửa, họ làm những điều họ muốn, và người đàn ông phải tôn trọng họ. Nếu mà sự tôn trọng này không còn nữa thì tình cảm sẽ break, sẽ tan vỡ. Đó là lý do tại sao mà tỷ lệ hôn nhân chia tay rất là nhiều khi cuộc sống càng ngày càng hiện đại hơn. Bởi vì khi hai người mà cưới nhau về ở chung với nhau, họ sẽ thấy những mặt xấu nhau mà trước đây họ hoàn toàn không thấy được. Ngày xưa thì cái gì cũng phải chu đáo, cái gì cũng phải chỉnh chu hết á. Nhưng ngày hôm nay thì về chung một nhà rồi thì chúng ta quên sự chỉnh chu đó. Và chu kỳ ở cơ thể mà vậy, và chu kỳ về phòng trường sinh trong bát tự, ví dụ chẳng hạn
trường sinh mộc dục quan đới lâm quan đế vượng suy bệnh tử mộ tuyệt thai dưỡng nó vào chu kỳ tuyệt của người đó hoặc người chồng, thì tự nhiên mình thấy có năng lượng nữa, mình thấy yêu không nổi nữa, mình cảm thấy là quá mệt mỏi bởi vì những cái yêu cầu của người vợ. Ngày xưa thì không có, bởi vì anh này ông nghe được, bởi vì ông đang ở chu kỳ đế vượng, ở đại vận nó đế vượng, hoặc đại vận đó là tam cát lục tú, là những năng lượng tiêu tích cực đối với ổng, thì những chuyện này đối với người chồng không có sao hết. Nhưng bây giờ tự nhiên là sao, người ta có lên tới đỉnh thì người ta đi xuống, thì chu kỳ nó vô chu kỳ trong bộ môn bát tự là chu kỳ đi xuống, ví dụ như là mộ tuyệt rồi hình xung hại phá, ảnh hưởng đấy người chồng đi làm đó mệt, đi năng lượng đang đi xuống. Người vợ ở nhà thường thường người vợ nên đi ra ngoài xã hội làm nhiều, nhưng mà nếu như mà họ ở nhà không, họ suy nghĩ lắm, họ suy nghĩ đủ thứ việc đó. Chồng đi tiếp khách lên ngồi suy nghĩ chắc đi với cô nào đó hả, và diễn giải theo cách của họ, họ tự suy diễn làm cho cuộc sống trở nên căng thẳng. Dạ, khi nãy thầy có nhắc đến cái ý là chu kỳ của năng lượng á thầy, thì trong cái cuộc sống của vợ chồng á thì cái chu kỳ này nó sẽ hiển thị như thế nào ạ? Mỗi con người trong năm tháng ngày và giờ, cái cột ngày á là gọi là ngày sinh nhật á, yeah. Thì ngày sinh của mình nó tượng trưng cho ngày nhật chủ, trên tiếng Anh là day master, là master day, là ngày nhật chủ, ngày chúng ta thấy mặt trời. Thì ngày đó thì nó sẽ so với cục năm tháng ngày giờ, và so với lại đại vận của mình, mỗi đại vận có 10 năm, và so với niên vận của mình là trong năm đó. Rồi khi so đó mình sẽ thấy rằng sao, thế thì cái chu kỳ này trong 10 năm này đang đến là tích cực hay là tiêu cực. Có những năng lượng đại vận đem tới tích cực, có những năng lượng đại vận đem tới tiêu cực. Thì tích cực thì không sao cả, nhưng mà khi tiêu cực rồi thì xảy ra rất là nhiều việc. Có nghĩa là ngày xưa có thể nhịn được, có thể một câu nhịn chín câu lành, có thể là nói lời ái ngữ, có thể là giải thích, có thể làm tất cả vì em. Nhưng nếu như chu kỳ đi xuống trong đại vận xấu, không phải là hỷ thần nữa mà là năng lượng đối nghịch, là cái năng lượng diệt mình, là cái đường làm cho mình mệt mỏi. Năng lượng là cái mình không thấy được, nhưng mình sẽ cảm nhận hàng ngày nó. Mà khi mệt mỏi thì mình về nhà thì người vợ phải thông cảm, phải hiểu, hoặc là người chồng phải thông cảm, phải hiểu. Mà chúng ta lại trao cho nhau những lời nói làm cho mệt hơn. Người ta nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lọc nhau. Nên do đó phải là xem nhau như tân thì cuộc sống mới hạnh phúc. Và khi chu kỳ đi xuống, chúng ta biết được điều đó thì chúng ta hãy quan tâm người bạn mình hơn, thông cảm người bạn mình hơn, chia sẻ người bạn mình hơn, thì cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc. Dạ, cảm ơn những chia sẻ từ thầy rất nhiều ạ. Và thưa quý vị khán giả, để cho chúng ta có một cái nhìn rộng hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với là Xuân Ngọc đến gặp gỡ Thượng tọa Thích Đức Trường ạ. Mọi người ở dưới thì cũng biết được là thầy đang đứng ở đây nên con cũng lên ạ. Con xin phép thầy thì ngày hôm nay con đến đây thì con cũng muốn rằng là mang theo cái nỗi trăn trở của nhiều người luôn, thì con cũng muốn là nhận cái lời chia sẻ cũng giống như là khuyên răn từ thầy. Vấn đề đổ vỡ hôn nhân thì dạo gần đây thì diễn ra khá là thường xuyên và gây ra cái sự tiếc nuối, cũng giống như là cũng là cái vấn đề mà nhiều người rất là quan tâm. Thì liên quan đến cái vấn đề này thì thầy có thể chia sẻ cho chúng con được rõ hơn về mối nhân duyên của vợ chồng dưới góc nhìn của Phật giáo là như thế nào không ạ? Vâng, liên quan đến cái vấn đề mà con đặt ra thì đây cũng là một trong những vấn đề mà thầy cũng gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy đã từng xảy ra đối với quý Phật tử thường hay đi chùa. Có nghĩa rằng khi nói đến hôn nhân á, đó chính là một trong những cái gọi là đây là duyên và nợ, đây là một trong những tình cảm
mà không phải ai cũng có thể chối từ được. Ví dụ như trong cuộc đời chúng ta lúc còn bé thì chúng ta rất nhiều cái mơ mộng và chúng ta chọn cho mình một cái người mà mình ưng ý nhất. Nhưng mà cuối cùng thì người ưng ý nhất của mình thì mình không đến được, mà trong khi đó mình lại đến với một người nào đó, và cái người nào đó người ta gọi đó là tiếng sét của ái tình. Thì ở thế gian họ không biết dùng một từ ngữ nào họ nói đó là tiếng sét ái tình, nhưng mà trong Phật giáo dưới cái nhìn của Phật, Đức Phật thì Đức Phật nói đây chính là duyên và nợ. Có nghĩa rằng khi mà một khi nợ đã tới rồi thì người đó không thể từ chối, và người này sẽ bị một là mình ưa thích, hai là bị hoàn cảnh đẩy đưa, và cuối cùng mình sẽ đến với nhau và phải trả cho cái duyên nợ đó. Cho nên là khi mình đã gặp một người mà đúng duyên nợ rồi thì ở đây Đức Phật dạy là cần phải sống hết lòng. Hết lòng để làm gì? Để là mình phải trả nợ trong một cái nghiệp tiền khiên. Nếu như mình không hết lòng thì mình gây ra đổ vỡ, tranh cãi, rồi mình ly thân, thì cuối cùng nợ này đời này không trả hết, đời sau tiếp tục gặp để mà trả nữa. Mà như vậy thì đời này trả không vui vẻ, đời sau gặp lại không vui vẻ, và đời nào sinh ra cũng không vui vẻ. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật thấy chúng sinh sống một cách sai lầm. Dạ, là theo quan điểm dân gian cho rằng thì trước khi mà kết hôn á, thì thường là các cặp vợ chồng sẽ phải xem ngày lành tháng tốt. Thì nếu như mà chẳng may mà khi mà ngày không lành tháng không tốt thì đây có phải là nguyên nhân khiến cho một cuộc hôn nhân tan vỡ không ạ? Nói đến cái vấn đề mà để kết hợp hôn nhân thì nhiều người họ rất lo sợ, cho nên họ sẽ tìm đến các thầy cũng như là các vị ở bên ngoài để hỏi là cái ngày kết hôn làm sao cho nó tốt đẹp. Nhưng mà thật ra mình coi ngày nó chỉ là tương đối thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối. Bởi vì có những người là coi ngày rồi coi tuổi rồi, nhưng mà đánh lộn thì vẫn đánh lộn, va chạm thì vẫn va chạm, chứ không phải là coi xong rồi tất cả đều tốt đẹp. Cho nên có những người mà làm ông mối bà mối khổ sở lắm. Khi mà họ vui vẻ không nói gì, mà khi họ đau khổ họ kéo ông mối bà mối coi ngày coi giờ, hay là người gắn kết với nhau, và họ đem những người đó ra chửi suốt đời. Thậm chí là bạn bè mà nối kết với nhau, mai mốt họ gặp người đó họ cũng đánh, họ cũng chửi, họ cũng mắng. Thì cái chỗ này là cái do cái chỗ là người ta hiểu lầm. Về cái mối mang thì thật ra cái người đó không là mối mình cũng gặp nhau, đó là duyên và nợ. Cái thứ hai là về ngày giờ á, thì thật ra thì cái coi này nó cũng là tương đối thôi, để chọn cho chúng ta một cái thời điểm thích hợp và chúng ta kết hôn, và cái thời điểm đó là tốt đẹp, chỉ thời điểm đó thôi, còn những thời điểm khác về sau là mỗi người phải tự trách nhiệm cho bản thân của mình, chứ không phải nói là cái ngày kết hôn đó nó ảnh hưởng cả một cuộc đời hôn nhân của mình. Cách này không đúng. Như vậy thì vấn đề là đối với ngày đó chỉ là phương diện tương đối. Rồi sau đó nếu mà mình lên hỏi các thầy thì mình cần phải được sự hướng dẫn của các thầy làm thế nào để cho hôn nhân mình được mỹ mãn. Các thầy sẽ giải thích cho mình nghe tại sao mình phải đeo chữ nhẫn, phải học được cái chữ nhẫn trong đời. Rồi chữ nhẫn đó nó có ba cái ý. Nó thứ nhất là nó được làm bằng vàng, mà vàng thì nó có cái ý là dẻo dai, vàng nó có tính chất là không phai, vàng nó có tính chất là mềm. Cho nên trong cuộc đời mình phải sống một cách mềm mại và mình phải dịu dàng thì mới phải có thể vượt qua tất cả mọi va chạm. Cái thứ hai là mình trong cuộc đời của mình là cần phải có sự dẻo dai và phải tin tưởng hoàn toàn vào người bạn của mình. Mình đừng bao giờ khi dễ, mình đừng bao giờ xem thường. Cái thứ ba nữa là tình cảm của mình phải giống như vàng, là không phai. Dù thời gian có trải qua là 20 năm, 30 năm, nhưng mà tình cảm của mình nó giống như vàng. Trước nó cũng như vậy, màu sắc về sau nó cũng tương tự như vậy. Cho nên mình nghe lời khuyên của các thầy, và từ đó mình phải học cái cách sống tương tự như vậy. Và ngoài ra thì trong kinh Thiện Sanh á, Đức Phật có dạy là cái mối quan hệ là chồng có bổn phận 5 điều với người vợ, và người vợ cũng 5 điều với người chồng. Và nếu như làm trọn vẹn 5 điều này thì chắc chắn cuộc đời hạnh phúc thôi. Ví dụ chẳng hạn như Đức Phật khuyên á, là người chồng có 5 điều với người vợ là phải chung thủy, phải tin tưởng và hoàn toàn người vợ, đi đâu hoặc là về cũng phải nói cho người vợ biết, rồi phải giao trách nhiệm cho người vợ quản lý gia đình. Tại mình thương yêu người ta, mình phải giao cho người ta trách nhiệm đó. Cho nên nếu làm tròn 5 bổn phận đó thì cuối cùng người vợ mình cảm thấy là an lành, tin tưởng hoàn toàn vào người chồng. Và người chồng cũng phải làm những điều tốt đẹp, và người vợ cũng làm tốt đẹp như vậy.
Và với năm bổn phận qua lại như vậy, chắc chắn đây là cái cách mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người một cách sống tốt, và đó chính là bảo vệ hạnh phúc gia đình cho mỗi người. Dạ, như thầy cũng có chia sẻ thì phải có duyên có nợ thì hai người mới tìm gặp được nhau và có thể sống đời bên nhau. Tuy nhiên rằng là ở thời đại ngày nay thì cái mưu cầu mà tìm kiếm hạnh phúc lớn lao hơn, đó là một cái điều tất yếu. Và nhất là trong cái xã hội hiện nay thì con người lại càng có sở thích rằng là phải tìm kiếm những cái điều to lớn hơn, chinh phục những cái điều to lớn hơn. Vậy thì khi mà họ suy nghĩ rất là nhiều và họ tìm kiếm những cái điều gì đó quá to lớn thì cái hạnh phúc hôn nhân đó là một cái điều gì đó nó trở nên tự nhiên xa xỉ. Thì dưới góc nhìn của thầy thì thầy thấy rằng là cái vấn đề này nó như thế nào ạ? À, vâng, cái vấn đề này là nó cũng là một trong những điều rất tự nhiên của con người. Bởi vì hiện nay là đối với con người ai cũng có một cái sự tham đắm, tham nhiễm, và họ chạy theo cái ý của mình. Và trong nhà Phật được dùng cái thuật ngữ được gọi là phóng túng, tức là họ làm theo ý của mình, họ bỏ quên cái người bên cạnh. Từ ngay cho đó cho nên cuối cùng cái mối quan hệ hôn nhân đó nó trở nên là nó bức xúc, và nó sẽ va chạm dữ dội hơn, và cho tới một ngày nào đó nó sẽ đi tới cái chỗ là tan vỡ. Nhưng mà thật ra tan vỡ nhưng mà nó không tan vỡ, vì đời này không trả im thấm thì đời sau lại tiếp tục gặp nhau nữa và trả nữa. Trả đến khi nào mà hai người nó bắt đầu nhận ra là mình không còn nợ nữa và sống một cách tốt đẹp, thì lúc bấy giờ nó mới có thể là nó nhẹ nhàng. Nhưng mà tất cả mọi người là họ cứ tưởng rằng sau khi kiếm được người đó về và người đó là của mình, và từ đó bắt người đó ở nhà làm cái này làm cái nọ, còn mình cứ chạy đi kiếm tìm những cái khác. Từ ngay cho đó cho nên cuối cùng là cái xung đột này nó trở nên càng ngày càng đi tới cái chỗ là đổ vỡ và nó rạn nứt. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà Đức Phật dạy con người cần phải tỉnh thức. Có nghĩa rằng mình đã có một người bạn của mình, đây là thế gian gọi là một nửa của mình, thì mình phải làm sao cái một nửa đó phải làm cho họ sống một cuộc đời an vui. Tức là ngày đầu tiên mình gặp họ, mình hứa với họ thế nào thương yêu cả một đời, thì bây giờ mình phải thực hiện cái lời đó cho đến nơi đến chốn. Dạ, đôi khi hạnh phúc là những cái điều gì đó nó đơn giản, nó gần gũi xung quanh mình. Nói chung là mình chỉ cần nhìn gần lại một chút xíu, vung vén những cái điều mà mình đang có, thì tự nhiên cái tâm mình cũng cảm thấy tỉnh hơn, cũng cảm thấy là hài lòng. Nói chung là mình cũng phải biết hài lòng với những gì mình đang có trước mắt thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Dạ. Dạ, thì thầy có thể chia sẻ thêm cho chúng con được biết rằng là để mà tạo nên một hôn nhân hạnh phúc đó thầy, thì mình sẽ bao gồm sẽ có những cái yếu tố nào? Về các yếu tố mà tạo ra một cái hôn nhân tốt đẹp đó, thì nó được nhìn ở nhiều cái góc độ khác nhau. Và tuy nhiên thì trên lời Phật nó cũng là những ý đó thôi, là mình cần phải yêu thương, tức là phải lên cái lòng từ bi. Có người một khi yêu là con người có thể, người ta gọi là sửa đổi. Còn khi mà không yêu, tức là người ta sẽ không dễ dàng để mà sửa đổi. Cho nên trong nhà Phật dùng một cái yếu tố đó là lòng từ bi, là dùng cái lòng yêu thương. Đáng lẽ ra dùng yêu thương tất cả mọi người, nhưng mà đối với hôn nhân là yêu thương cái người bên cạnh của mình là trước nhất. Và chỉ cần yêu thương thôi là mọi cái ranh giới đều tan biến. Và như vậy thì cuộc sống vẫn tốt đẹp như thường, chứ không cần phải chọn đúng như vậy thì mới được. Nói như vậy là lời Phật dạy đó là cố gắng để tu tập. Và chỉ có tụng kinh niệm Phật thì nó mới chuyển hóa cái tâm thức của mình, nó mới có một cái lòng từ bi và yêu thương và hiểu biết. Cho nên còn trong trường hợp mà nếu chúng ta mà không biết nỗ lực, ai cũng dựa vào cái bản ngã của chính mình và tạo ra một cái sự là ai cũng phải theo mình, chứ còn mình chẳng theo ai, thì cái chỗ này cuộc đời nó sẽ trở nên gối rắm nhiều hơn. Dạ. Như vậy thì rõ ràng là cái việc mà xem ngày xem tháng trước khi mà kết hôn á, nó chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là phải do mỗi người tự vun đắp yêu thương, cũng giống như là sẻ chia cảm thông với nhau, thì cái mối quan hệ vợ chồng mới bền chặt mãi cả đời ạ. Vậy con cảm ơn những lời chia sẻ và khuyên răn từ thầy đã giúp cho chúng con khai sáng được nhiều hơn về vấn đề này. Và thưa quý vị, là sau những chia sẻ của chuyên gia phong thủy Nguyễn Hữu Hồng Kỳ và Thượng tọa Thích Đức Trường, Xuân Ngọc hy vọng rằng là mỗi người đều đã tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình về câu hỏi hạnh phúc ở đâu. Còn riêng với bản thân của mình thì Xuân Ngọc nghĩ rằng
hạnh phúc nghe thì có vẻ xa vời, nhưng mà thực ra là đến từ những điều bình dị nhất. Hãy để mối quan hệ thăng hoa bằng trái tim hiểu biết và yêu thương, bởi vốn dĩ nhân vô thập toàn.